Thưa quý vị, liên quan đến vụ xả súng làm 6 người thiệt mạng tại Sacramento, bang California của miền Tây nước Mỹ vào ngày 5 tháng 4 theo giờ địa phương, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ ba và chỉ ít giờ sau khi hai nghi phạm là hai anh em ruột đã bị bắt giữ. Nghi phạm thứ ba là Davione Dawson, 31 tuổi, do có mang súng vào thời điểm xảy ra vụ thảm sát tại Sacramento. Kết quả của điều tra cho thấy một người đàn ông có mặt trên hiện trường mang theo súng. Người này tên là Davione Dawson. Tuy nhiên, sau đó giới chức phát hiện ra người này không liên quan đến vụ xả súng, nhưng sẽ bị kết án vì sở hữu súng trái phép. Trước đó, cảnh sát Sacramento đã tạm giữ nghi phạm Smiley Martin, 27 tuổi, một ngày sau khi bắt giữ em trai của đối tượng là Dandrea Martin, 26 tuổi.